mọi người, lại là mình Thùy Dương đây. Vậy là năm 2023 đã dần khép lại rồi, và chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ bước sang khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Không biết không khí ở Việt Nam bây giờ đang như thế nào rồi nhỉ? Ở bên này tuy tiết trời đã bắt đầu len lỏi những ánh nắng của mùa xuân, thế nhưng mà không khí vẫn khá là lạnh mọi người ạ. Mình luôn thấy rất biết ơn và trân trọng vì năm 2023 đã có cơ hội được đi tới những nơi mới, học hỏi được thêm rất nhiều điều và có được những mối quan hệ mà mình thấy kiểu siêu kỳ diệu luôn ý. Vậy nên hôm nay nhân dịp ngày cuối cùng trong năm thì mình sẽ kể lại cho mọi người nghe về cái chuyến đi rất là đặc biệt với mình, cũng là chuyến đi cuối cùng trong năm 2023. Mình biết là Giáng sinh thì qua rồi, thế nhưng mà ở bên này Giáng sinh nó cũng giống như một sự kiện để chào đón năm mới ý. Vậy nên mời cả nhà cùng theo chân mình để xem đón năm mới ở bên này khác gì so với đón năm mới ở Việt Nam nhé. Chúng ta sẽ đi về check-in nhà Airbnb để cất đồ đã, xong rồi chúng ta sẽ đi check bơm. Rồi, đợi các bạn. Hơi gió nha. Thật ra lần này được quay trở lại Áo thì mình chủ đích muốn đi thăm nhà của Moza, và ước mơ hồi nhỏ của mình cũng là được đi chơi băng vào đêm Giáng sinh, đón năm mới. Thế nên nếu ai cần tham khảo kỹ hơn về lịch trình những địa điểm nổi tiếng ở Viên, làng cổ Hallstatt hay là tất tật từ cách mình di chuyển, cách mình đặt vé tàu, nhà Airbnb thì mình sẽ để cái link vlog đấy ở phía dưới phần mô tả cho ai cần nhé. Ôi, và cả nhà biết chuyện gì xảy ra không? Bọn mình mất 30 phút chờ bên ngoài cửa vì chủ nhà Airbnb quên không gửi cho bọn mình mã để vào bên trong ấy. Thế nhưng mà may sau đấy thế nào lại có hai anh chị kiểu siêu tốt bụng cũng thuê cùng chủ nhà bọn mình, giúp bọn mình vào bên trong, xong còn cho bọn mình để nhờ vali ở trong phòng trong lúc chờ chủ nhà gửi mã khóa ấy. Mọi người có công nhận là trong cuộc sống của ai cũng sẽ luôn có những mối nhân duyên kỳ lạ và kỳ diệu kiểu như thế không? Hôm nay chúng ta có hai người bạn đồng hành ở đây là this is Alex and this is Queen. Và ở bên này chúng ta có Roxanne và Jasmine. Và bọn mình đang trên đường đi tới chợ Giáng sinh. Lễ hội trượt băng ở Viên thì được tổ chức từ Giáng sinh cho đến tận tháng 3 lận. Vé trượt băng, thuê giày và thuê tủ khóa thì bọn mình đều đã mua trước ở trên website hết rồi, thế nên đến nơi chỉ cần chờ một lúc là được vào lấy giày trượt băng luôn. Còn nếu không mua vé trực tiếp thì cái hàng nó dài ơi là dài luôn ý cả nhà.
Cảm nhận đầu tiên của mình khi bước vào sân là trời ơi, nó đông dã man và siêu rộng. Sân có nhiều cái cung đường trời khác nhau nhưng mà đều tập trung xung quanh cái khuôn viên phía trước tòa thị chính. Không gian thì ngập tràn trong nhạc Giáng sinh và ánh đèn bảy giác cầu vồng. Và có một điều nữa là ở đây ai trượt cũng siêu đỉnh ấy cả nhà, từ già trẻ lớn bé luôn. Mình thấy trượt băng thì không tránh được chuyện bị ngã hoặc là va với người khác, thế nhưng mà ở xung quanh đều có đội cứu hộ nên là mọi người có thể yên tâm trượt. Sau khoảng hơn một tiếng chơi thì chân bọn mình mỏi nhừ luôn. Và nói chung là chơi rất vui nhưng mà mùi hơi thúi nhá. Còn lại thì tuyệt vời, 100 điểm. Đây là lần thứ hai mà mình quay lại quán này rồi, bởi vì giá hợp lý mà đồ ăn cũng ngon ấy. Và phải công nhận là hôm nay những món mà bọn mình gọi thì nó còn ngon hơn cả bữa lần trước mà mình ăn ở đây nữa. Đặc biệt là cái món sườn ấy, mình không nhớ được chính xác tên của nó là gì nhưng mà ngon dã man luôn ý. Tình hình là bọn mình còn 5 cốc như này, bây giờ bọn mình sẽ chơi kéo bao búa một đại bàn để chọn xem ai sẽ là người uống một cốc và còn lại hai người sẽ uống hai cốc. Vì bọn mình chỉ đi có 2 ngày 1 đêm thôi, thế nên sáng hôm nay trước khi về Hung thì bọn mình sẽ đi nhà của Moza. Ôi cả nhà, lần trước mình cũng đến đây nhưng mà mình đi vào đúng thứ hai nhà Moza đóng cửa ấy. Hôm nay cuối cùng cũng được vào rồi. Moza sinh ra ở Salzburg, Áo. Thế nhưng mà căn hộ này của ông ở Viên là nơi mà ông cùng gia đình đã sống trong khoảng thời gian từ năm 1784 cho đến năm 1787. Và điều đặc biệt nhất đấy là đây cũng chính là khoảng thời gian mà ông sáng tác ra vở opera nổi tiếng thế giới Đám cưới của Figaro.
Với những người hậu nhạc như mình thì cảm giác khi được nhìn thấy từng nét chữ, từng nét bút của Mozart, những điều mà mình chỉ từng được nghe ở trên sách vở hay là xem ở trên YouTube mà bây giờ mình được nhìn thấy ở ngoài đời thực, cảm xúc nó khó tả và xúc động cực kỳ luôn ý. Sau đấy vì quá đói, thế nên là bọn mình đã đi ra chợ Giáng sinh ở gần đấy để ăn. Vậy là chuyến đi của mình đến đây là hết rồi. Chúc cả nhà có một năm mới vạn sự như ý, thành công rực rỡ. Và đừng quên like, share, subscribe để mình có thêm nhiều động lực ra video cho mọi người hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại cả nhà những vlog lần sau. Bye bye mọi người.